Dạ con xin chào ông bà công chú, mình xin chào các bạn. Dạ con mời ông bà cô chú ăn bắp xào, mình mời các bạn ăn bắp xào, con mời mẹ ăn bắp xào. Ừ, giỏi, con ăn đi. Dạ, đây con múc cho mẹ một cái nữa, mẹ ăn nha. Ông nó bu rồi Nhi, dạ. Ông mật á. Nhi hả, nó thích bu á. Rồi đưa cho mẹ. Đây. Cho mẹ ăn nè. Ừ, mẹ cảm ơn con. Dạ. Bắp xào thơm ngon, mình mời cả nhà nha. Ngon không con? Ngon. Con cơm thì ngon á. Úp ít thôi. Cái bắp này nè, nó giòn. Úp ít thôi vậy nè, dễ ăn. Bắp xào này cả nhà mình làm đơn giản lắm. Mình đem mình luộc bắp lên xong rồi cái mình lãi từng hộp ra vậy á. Cái mình đem mình cháy củ hành, hành tím á, cho nó vàng lên xong rồi mình xào với tôm. Ơi. Con mũi luôn cái mồm đó. Mẹ thấy mắc cười không? Mắc cười. Cái mặt hay ghét không? Có con mũi. Ơi. Như con. Yêu mẹ. Yêu con. Bắp này ăn sọt 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 à. Ăn ngon. Tôm á. Mình không có tôm khô, mình xào tôm tươi luôn á cả nhà. Con ăn tôm đi. Dạ con tôm nè. Ăn bắp này bổ. Ngon quá à. Mũi hả? Mẹ đuổi mũi cho con. Thân thiện nói chuyện với mẹ kìa. Nói chuyện. Nói chuyện gì vậy? Hát đồ anh được thế thôi. Đúng rồi. Hồi nãy múc nhiều quá đúng không? Dạ. Con múc ít ít thôi. Ít ít nè. Đó, dạ. Ăn xong rồi ăn đậu hũ à. Đậu hũ để đâu không biết không? Dạ cô hai cho con. Đúng rồi. Ăn thử cô hai làm ngon không? Dạ, cô hai mà lớn à. Cô hai làm gì vậy? Cô hai chặt dâu để trồng dâu. Cô hai nhìn con á. Cô hai nhìn con hả? Nè, nó bóng mụn á. Dạ. Ngon không? Dạ ngon. Nó hơi dơ dẻo nè. Ngon lắm. Con trộn đều lên đi. Dạ. Trộn đều thế này đúng không mẹ? Đúng rồi. Cái đậu hũ này á cả nhà, cô Hai Nhi làm có gừng nữa thơm thơm ngon á. Còn cái viên nhỏ nhỏ này nè là bột năng á. Bột năng cái dầu viên cái nấu. Nấu với nước đường. Ở đây nhiều muỗi mẹ. Nhiều muỗi đi, mẹ đuổi muỗi cho con. Con ăn đi. Ăn rồi mẹ đuổi cho. Đậu hũ nè, con ăn được con mẹ? Được, ăn nó mát á, bổ hả? Ngon quá à.
Ngon quá, bỏ món bắp xào của mẹ luôn rồi hả? Dạ. Cái này ngon á, con thích ăn nó. Ừ. Vậy ăn đây, ăn đi cô hai vui. Cô hai biết con thích ăn, cô hai mừng lắm. Hai mất. Hai mẹ con ngon nhà cô hai quá hay á. Ừ. Mình nhớ nói là con thấy ăn nên cô hai vui, cô hai. Cô hai ơn con nha. Ừ. Mẹ nói vậy á, cô hai biết. Ừ. Dạ cô hai mới vui. Đó, giờ con ngồi con ăn đây, cô hai thấy con ăn rồi. Chị ra kìa mẹ. Hử? Chị ra kìa, ngồi nha, chỗ cánh cửa nhà mới kìa. Chị ba làm gì vậy? Chị ba em chơi. Chị hai á kìa. Ừ. Nhiều mũ quá. Ăn gì đó. Con muỗi nó bu mặt mẹ kìa. Mặt mẹ hả? Đây đúng không? Không. Nó bu vui vui á. Ừ. Rồi con muỗi cho bá lửa luôn. Rồi mẹ đuổi nó đi coi. Nó ở đây nè. Ừ hả? Ừ ừ. Ngủ bự dữ hả? Con muỗi cho bá lửa mà mẹ không đập. Mẹ đâu có thấy đâu con. Trên mặt mẹ sao mẹ thấy được? Cái con chỉ mẹ, mẹ thấy ở đây, nó ở đây. Mẹ đập một cái là cái bụng bự của nó. Mẹ không chỉ đập nó là cái bụng nó xì to luôn á. Ừ. Hút máu mẹ. Mấy con muỗi này thích hút máu con người lắm. Ừ. Mày có ăn riết đi. Ăn riết đi vô. Ừ. Ừ. Đâu rồi, trời ơi, nó tha con giấy của tôi. Con giấy mà nó cũng tha nữa cái con này. Con giấy mẹ để mà nó cũng tha nữa cái con rất là gì chứ. Lẹ. Ừ. Không ăn nữa à? Ừ, con ăn đi. Này mẹ ăn thử đi ngon không? Trộn đều lên chớ ra đậu hũ hết cái này nè. Trộn đều lên nó hòa quyện với đường á con. Mấy ngon. Đâu rồi? Ừ ừ. Ngon thiệt. Con lấy cái này. Nó thơm thơm của mùi gừng. Có gừng ở trong đó đó. Ừ. Ừ. Ngon quá, ăn này mát nè. Ừ. Không biết em bịch nó ngọt cái gì nữa. Đất có mẹ. Ừ. Đây con muỗi nhiều quá. Ngon quá. Con ăn cái viên viên trà chấm nó ngon á. Con ăn nè. Ừ. Rồi con gửi nha mẹ. Ừ. Trao cho mẹ xem. Con mũi là nó bay vần vần quên con không? Có đâu, nó bay đi hết rồi mà. Thôi bớt cắn cũ á. Vịt ơi, có kiếm được con gì không mà xỉa lìa vậy vịt. Con ra bác à. Ừ. Con ăn mặt. Xỉa gì vịt? Đi ra kia chơi đi.
nó tưởng cái bọc quấn nó sợ nó chạy. Ừ. Rồi ăn cái gì đi cho con. Dạ, ăn nhiều quá. Ừ. Mấy cái viên ngọc này nè, ngon lắm. Có viên ngọc hả? Ăn cái đi qua chơi chị ba kìa. Dạ. Còn cái con kiết kia là cái gì vậy? Em đứng với em nhìn chị hả kiết? Đi mày đập cho, mày đập cho nè. Đi ra đây. Đi ra đây con. Nè. Ừ, rồi nó bay rồi. Con nuốt xong chưa? Không. Chưa. Nuốt đi. Mũi dí quá. Chứ gì đi vô. Rồi xong chưa con? Ừ. Món này nó dễ dễ nuốt, nuốt được á. Ừ. Rồi xong chưa? Dạ xong rồi. Xong rồi con phải làm sao? Dạ con đang ba cô chú. Con chúc ba cô chú nhiều sức khỏe, tăng cái cơm học nhé. Bye bye. Mình ba các bạn, hẹn gặp lại sau. Bye bye. Rồi con bưng cái hũ đó vô con ăn đi. Dạ. Cái hũ này ngon quá. Ừ. Rồi vô đi, đây mũi nó chích quá. Dạ, ở đây mũi nhiều lắm. Ở gần gú con mũi nào, con mũi nấy, con mũi nào, mũi nấy nó to lắm. Ừ. Chứ con mũi nhỏ nữa. Mũi nhỏ là cả đống. Ủa dạ. Rồi con vô con ăn đi. Dạ. Nhà của con kìa. Ừ. Nhà của con trắng tinh luôn á. Đẹp lắm.